Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình nông nghiệp sinh thái ruộng lúa bờ hoa tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hội phụ nữ xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp. Ninh Bình phát triển du lịch homestay gắn với bảo vệ di sản. Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích. Tình trạng vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tại tỉnh Nam Định. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại cánh đồng lúa xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, những bờ ruộng đã được các đoàn viên thanh niên làm đẹp bằng những luống hoa. Mô hình này không chỉ dẫn dụ thiên địch để tiêu diệt các loại dịch hại, làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất, bảo vệ môi trường, mà với mô hình sinh thái nông nghiệp, ruộng lúa, bờ hoa này, nông dân nơi đây còn thêm yêu, thêm gắn bó với mảnh ruộng của mình. Mô hình này do anh Phan Mạnh Quyền, bí thư đoàn thanh niên xã Tây Tiến cùng nhóm thanh niên địa phương đưa ra sáng kiến. Từ đó đến nay, các đoàn viên thanh niên xã Tây Tiến đã phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt, huy động được 25 hộ dân Đông Cao 2 và thôn Nguyệt Lũ cam kết cùng tham gia thực hiện. Ngoài việc tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp, các luống hoa ven bờ lúa sẽ tăng tính đa dạng sinh học hệ thực vật, thu hút một lượng lớn các con thiên địch, giảm thiểu sâu bệnh. Từ đó giảm việc phun thuốc sâu, tăng sức chống chịu của lúa với các loại côn trùng sâu bệnh có hại, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất. Mô hình nông nghiệp sinh thái ruộng lúa bờ hoa đã mang lại hiệu quả thiết thực với sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, xã Tây Tiến tiếp tục nhân rộng mô hình để giúp bà con nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, bảo vệ sức khỏe và môi trường, hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Phát huy lợi thế, có nhiều ao, hồ đầm và ruộng trũng, những năm qua, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã không ngừng mở rộng diện tích nuôi thả thủy sản. Hướng đi này mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã giúp nhiều hộ dân làm giàu trên mảnh đất quê hương. Toàn huyện Phù Cừ có khoảng 800 hectare nuôi thả thủy sản, trong đó các xã có diện tích nuôi thả thủy sản lớn là Quang Hưng, Phan Xào Nam, Tống Phan và Tống Trân. Người dân chủ yếu nuôi thả các loại thủy sản truyền thống như cá chấm, trôi mè. Ngoài ra, một số hộ còn mạnh dạn nuôi những giống cá mới như cá chép vàng, cá chép lai V1, cá chim trắng. Những giống cá này được đánh giá là cho chất lượng thịt thơm ngon, có giá bán bình quân cao gấp 1,5 lần so với các loại cá truyền thống. Tiêu biểu như trang trại nuôi cá chép lai V1 và cá chép vàng của gia đình anh Lưu Quang Dũng, trang trại nuôi cá chim trắng của gia đình ông Lê Văn Trọng ở xã Quang Hưng. Bình quân mỗi năm, các diện tích thủy sản cho sản lượng khoảng 6.500 tấn với giá trị kinh tế hơn 100 tỷ đồng. Nhằm hỗ trợ hội viên có thêm nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã khuyến khích và tiếp nhận đăng ký nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên. Trên tinh thần đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quế Võ đã có nhiều biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, hình thành một trong những kênh hỗ trợ vốn nhằm tiếp sức cho các mô hình kinh tế cho hội viên phụ nữ. Với đa số các ý tưởng khởi nghiệp của các hội viên phụ nữ đều tập trung vào các lĩnh vực như tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ, trồng rau, nuôi cá giống, chăn nuôi lợn gà theo quy trình sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và liên kết hộ theo tiêu chí 503 sạch. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quế Võ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, việc triển khai hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp khẩn trương thẩm định 4 dự án tiêu biểu toàn tỉnh trong đợt này. Việc vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, trong đó có Quế Võ. Qua đây, chung tay góp sức đồng hành cùng chị em có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vươn lên trong cuộc sống. Từ đây, nhiều mô hình kinh tế được phát huy hiệu quả, tạo thu nhập cho gia đình hội viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo tổng hợp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, từ đầu năm đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có 3 dự án vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới với số vốn đăng ký 8,1 triệu đô la Mỹ và 3 dự án vốn đầu tư trong nước cũng được cấp mới với số vốn 391 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm nay, có 11 lượt dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tăng vốn đầu tư so với số vốn tăng thêm là 206 triệu đô la Mỹ và một dự án có vốn đầu tư trong nước tăng thêm 15 tỷ đồng.
Như vậy, đến thời điểm này, trong các khu công nghiệp trên địa bàn có 240 dự án còn hiệu lực, trong đó đã có 177 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2018, các khu công nghiệp đề ra mục tiêu thu hút 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký khoảng 100 triệu đô la Mỹ. 3 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn 100 tỷ đồng, điều chỉnh và tăng vốn cho 22 dự án trong và ngoài nước. Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Nam Định, trên địa bàn tỉnh có gần 150 doanh nghiệp và hàng nghìn cơ sở sản xuất, hộ cá thể sản xuất kinh doanh trong ngành chế biến gỗ với các loại sản phẩm chính là gỗ sẻ, gỗ mỹ nghệ, dân dụng và nội thất xây dựng, phục vụ trong nước và xuất khẩu. Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 30.000 lao động, chiếm trên 20% tổng số lao động tham gia sản xuất, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong toàn tỉnh. Đến nay, ngành công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh Nam Định đã phát triển rộng khắp ở cả 10 trên tổng số 10 huyện thành phố. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý của tỉnh và các ngành chức năng, cùng với nỗ lực của các địa phương tạo điều kiện về mặt bằng, khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp mở rộng sản xuất, hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động miễn phí, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ có tiềm lực đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc hiện đại để phát triển sản xuất kinh doanh. Được dự báo trong năm 2018, ngành công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng cao. Vì vậy, để tận dụng lợi thế này, các doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ cần đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở chế biến gỗ, phải đảm bảo yêu cầu công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến, kết hợp với sản xuất truyền thống, có quy mô phù hợp với khả năng cung ứng nguyên liệu và mặt hàng, nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, bảo vệ môi trường sinh thái. Xác định rõ mục tiêu xây dựng thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020 và đến năm 2030, thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1, là vệ tinh quan trọng của cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, thành phố Phủ Lý đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa và nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Năm 2017, thành phố Phủ Lý đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Trọng tâm đã hoàn thành vượt mức 15 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao so với kế hoạch đã đề ra, như tổng thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt hơn 90 triệu đồng một người một năm, cao nhất trong 3 năm gần đây. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tích cực triển khai lập các đồ án quy hoạch, phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500, tạo cơ sở triển khai các dự án phát triển đô thị, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các hạng mục công trình kết nối với hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị. Thưa quý vị và các bạn, nhộng tằm là món ăn ưa thích của nhiều người. Tuy nhiên, trong nhộng tằm có chứa nhiều đạm, không thể bảo quản được lâu, dễ bị ôi thiêu gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, nguy cơ ăn phải nhộng tằm hóa chất, chất bảo quản sẽ gây ra ngộ độc và có khả năng dẫn tới tử vong. Theo ghi nhận, đã có rất nhiều người dân bị dị ứng với nhộng tằm và gần đây nhất tại khoa hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận 9 ca ngộ độc do ăn nhộng tằm. Thế nhưng hiện nay, nhiều người dân vẫn tỏ ra thờ ơ chủ quan với món ăn này. Tại các chợ Bồ Xuyên, chợ Đề Thám hay nhiều chợ khác trên địa bàn thành phố, nhộng tằm thường được bày bán trên mẹt với ít lá chanh lên trên như thế này. Bảo quản khá sơ sài và không có đồ che đậy, rồi muỗi, bụi có thể bám vào bất cứ lúc nào. Những con nhộng tằm to hơn con nhộng còn trong kén được bày bán ở chợ với giá rẻ là loại nhộng đã kéo sợi, được luộc chín trước khi bán. Vì vậy không thể bảo quản được lâu, dễ bị ôi thiêu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và những con nhộng có màu vàng đẹp mắt như thế này, liệu có bị tẩm hóa chất, chất bảo quản hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi chấm. Người dân mặc dù không biết nguồn gốc cũng như quy trình làm ra con nhộng tằm, một phụ phẩm của nghề dệt, chỉ với một lý do trước đây đã từng ăn rồi có sao đâu. Ăn nhộng thì có khả năng là dị ứng hay bị dị ứng, nhưng mà tôi thì ăn uống bình thường, không chưa xảy ra cái gì cả. Nhộng tằm ướt hay không tằm ướt thì tôi cũng không phân biệt được. Xưa con nhộng tằm kho nó rắn, nó chắc. Còn bây giờ thì chẳng biết là nuôi công thức như thế nào thì cô không thể biết được. Tại vì mắt không nhìn thấy, chỉ thấy họ bán ở chợ là mua thôi. Hiện nay, quy trình kéo sợi tơ tằm đã có nhiều đổi khác so với cách làm truyền thống trước đây. Vì thế, không chỉ chế biến món ăn từ nhộng tằm dễ bị dị ứng hay ngộ độc,
mà ngay cả khi đem ngâm rượu uống cũng dễ dẫn đến tình trạng này, như ghi nhận của khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương triển khai đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại cộng đồng. Trong quá trình thực hiện đề tài ứng dụng công nghệ thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại cộng đồng, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã khám sàng lọc bệnh viêm gan cho 6.586 người từ 18 tuổi trở lên ở 12 xã phường trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện đề tài cũng khẳng định với những trường hợp nhiễm virus và viêm gan do virus, nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm viêm gan virus trong cộng đồng và nếu không được theo dõi, quản lý điều trị và chăm sóc sẽ diễn biến nhanh dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại cộng đồng là rất cần thiết nhằm giúp kết nối từ trạm y tế tới các bệnh viện, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm thời gian và chi phí điều trị tại bệnh viện cho bệnh nhân, làm chậm quá trình tiến triển và biến chứng của bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh và gia đình. Đây là bước khởi đầu cho việc mở rộng quản lý các bệnh mãn tính khác và hướng tới quản lý sức khỏe tại gia đình theo hướng y học gia đình. Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đường phố nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động văn hóa đường phố số đầu tiên sẽ được tổ chức vào tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 tại khu vực công viên Nguyễn Văn Cử. Nội dung gồm chương trình giao lưu văn hóa với các hoạt động nhảy dân vũ, hát quan họ, trình diễn thời trang, biểu diễn nhạc cụ, giao lưu cùng người nước ngoài. Chương trình vui chơi miễn phí cho trẻ em, tuyên truyền quảng bá chiếu phim phục vụ nhân dân, phiên chợ cuối tuần và các trò chơi dân gian đặc sắc như đi cầu khỉ, bịt mắt đập trống, nhảy sạp, vẽ tranh v.v. Để chương trình diễn ra an toàn, vui tươi, ý nghĩa, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thành đoàn Trung tâm Văn hóa Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình có trọng điểm, mang nét đặc trưng riêng, xứng tầm với vị thế của đô thị loại 1. Các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn điện, trang trí, lắp đặt âm thanh ánh sáng, bổ sung thùng rác, nhà vệ sinh công cộng, bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để thu hút đông đảo du khách và các tầng lớp nhân dân đến tham dự. Là loại hình du lịch dịch vụ nông thôn, homestay phát triển khá nhanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo thống kê của Sở Du lịch, đến nay toàn tỉnh đã có 202 cơ sở homestay, chiếm 43,6% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. Điều đáng nói là trong đó có 30 cơ sở kinh doanh nằm trong vùng lõi di sản văn hóa Tràng An. Điều đó đang đặt ra cho ngành chức năng, các cấp chính quyền địa phương cần phải tăng cường các biện pháp quản lý, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch gắn với bảo vệ di sản. Phát triển mạnh, ồ ạt nên việc kiểm soát loại hình du lịch homestay còn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết còn mang tính tự phát, manh mún, mạnh ai người ấy làm. Các sản phẩm du lịch chủ yếu dựa vào thiên nhiên, khai thác những gì sẵn có mà thiếu sự đầu tư dài hạn. Hoạt động cũng chưa đúng theo quy định về loại hình du lịch này. Hiện nay vẫn còn khá nhiều hộ dân trong vùng bảo vệ di sản đang có ý định xây dựng mới kinh doanh loại hình du lịch homestay. Tuy nhiên, ngành chức năng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ để đầu tư hoạt động có hiệu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Bà con phải bám sát các quy định của nhà nước, của tỉnh về phát triển du lịch, nhất là các quy định, các cái điều kiện tối thiểu về kinh doanh homestay, như là các cái điều kiện về kinh doanh, rồi đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch, rồi các cái điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ khách du lịch, không làm một cách tự phát, và bám sát cái quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030, rồi kế hoạch quản lý bảo tồn di sản văn hóa thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, cũng như là thực hiện tốt các cái hương ước, các cái quy định của các cái khu điểm du lịch về phát triển du lịch. Việc tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân sẽ là những yếu tố đảm bảo hài hòa giữa phát triển loại hình du lịch homestay gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An. Mong muốn mang đến một mùa hè đầy trải nghiệm và bổ ích cho các em thiếu nhi, nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm nay đã có nhiều hoạt động mới, dự kiến thu hút gần 1.000 em thiếu nhi tham gia.
Hè năm 2018 này, bên cạnh các lớp học dành cho 14 loại hình năng khiếu như mỹ thuật, võ thuật, aerobic, tin học, múa, cầu lông, thì 3 lớp học trải nghiệm kỹ năng sống, học làm người có ích đang nhận được sự thu hút của đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi. Lớp học dành riêng cho độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi kéo dài trong 6 ngày với điểm mới là các em thiếu nhi sẽ có một ngày rèn luyện tại khu du lịch trải nghiệm cánh buồm xanh Park, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội và một ngày được trải nghiệm làm bộ đội tại Đại đội Pháo phòng 037 Dân quân và trường bắn tỉnh. Bên cạnh đó, để giúp các em thiếu nhi có những kỹ năng cần thiết tránh đuối nước, nhà thiếu nhi tỉnh đã mời 3 giáo viên dạy bơi và xây dựng thêm bể vầy trong khu bơi. Bể dự kiến mở cửa ngày 15 tháng 5 để phục vụ nhu cầu các em thiếu nhi. Thời gian để các em thiếu nhi đăng ký các lớp năng khiếu từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 theo mẫu công khai trên website http://nhathiếunhihi.org.vn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai các kỳ thi tỉnh Bắc Ninh năm 2018, trong đó trọng tâm là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Năm 2018, toàn tỉnh Bắc Ninh có 14.867 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so với năm 2017, trong đó có 443 thí sinh tự do. Tỉnh Bắc Ninh là một cụm thi với 32 điểm, 639 phòng thi, tăng 51 phòng so với năm 2017. Tổ chức tại các trường, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày 25, 26, 27 tháng 6. Mỗi học sinh tham dự kỳ thi sẽ phải thi 5 môn, trong đó 3 môn độc lập là văn toán ngoại ngữ và 2 môn thi thành phần là bài thi tổ hợp. Là tổ hợp khoa học tự nhiên gồm lý hóa sinh và tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Trong đó, ngoài môn văn thi theo hình thức tự luận thì các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị nhà trường do Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ định thực hiện các bước chuẩn bị các điều kiện theo lộ trình kế hoạch, từ chủ động công tác ôn tập cho học sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị đến đội ngũ giáo viên giám thị coi thi. Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có 88 trường học, trong đó 33 trường mầm non, 33 trường tiểu học và 22 trường trung học cơ sở. Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã luôn đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh trong các nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn nếp sống văn hóa, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Nam Trực đều gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong công tác dạy và học, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bên cạnh đó, các nhà trường còn thường xuyên tổ chức cho học sinh các khối lớp tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch nhằm tạo không khí vui tươi cho các em, đồng thời thành lập các câu lạc bộ môn học như câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ vật lý, câu lạc bộ hóa học, câu lạc bộ văn học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kỹ năng sống, tiếng hát học đường, sáng tạo khoa học công nghệ. Thời gian vừa qua, ở một số địa phương trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện nhóm người tự xưng là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời thâm nhập vào các trường học, tuyên truyền, lôi kéo cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tham gia. Thống kê của trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B cho thấy có 9 học sinh đã tiếp xúc và tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. Trước tình hình trên, Ban giám hiệu trường đã tổ chức họp, nắm bắt tình hình và yêu cầu học sinh tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời, đồng thời gặp gỡ 9 em học sinh và gia đình làm công tác tư tưởng, thuyết phục để các em không tham gia vào hội, tăng cường các biện pháp bảo vệ, an ninh trường học, ngăn chặn những người lạ mặt vào nhà trường để truyền đạo trái phép. Theo cơ quan công an, qua công tác xác minh, tình hình hoạt động của tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn huyện Kim Sơn với chiêu thức núp bóng để dụ dỗ học sinh tham gia, đó là mở lớp học tiếng Anh miễn phí. Hiện nay đối tượng cầm đầu này đã trốn khỏi địa phương. Do đó, mỗi người dân học sinh hãy đề cao cảnh giác, không nghe lời, xúi giục, lôi kéo tham gia. Nếu phát hiện những dấu hiệu hoạt động của tổ chức này thì thông báo ngay cho cơ quan chức năng, tăng cường kiểm soát hộ khẩu, hộ tịch, tránh tình trạng người xấu trà trộn vào địa phương, truyền đạo trái pháp luật.
hiện nay tình trạng vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên các quốc lộ và tỉnh lộ thuộc tỉnh Nam Định còn phổ biến. Tình trạng tái lấn chiếm họp chợ buôn bán trên mặt đường, mặt cầu vẫn tiếp tục xảy ra. Công tác quản lý đất đai tại một số địa phương chưa tốt, dẫn đến vi phạm xâm lấn hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn xuất hiện. Bên cạnh đó, xe tải hoạt động chủ yếu tại các tuyến giao thông nông thôn vẫn chưa được ngăn chặn, khiến nhiều tuyến đường nông thôn xuống cấp nhanh chóng, rút ngắn tuổi thọ của công trình. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hợp đồng duy tu bảo dưỡng thường xuyên của các đơn vị quản lý đường bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ tuần tra kiểm soát, lãnh đạo phụ trách nhằm phát hiện sớm các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Kịp thời ngăn chặn xử lý, tăng cường phối hợp với ngành công an, kiểm soát xử lý vi phạm xe quá tải trên các tuyến quốc lộ, các tuyến giao thông cửa ngõ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.